Chào mừng các bác em đã đến với kênh YouTube Tùng Audio Hải Dương. Ngày hôm nay bên em mang về được một dòng vang mới của Ashley. Đây là một dòng vang số có tên model là D900 và ngay bây giờ thì cùng với em trải nghiệm dòng vang số mới nhất bên Tùng Audio về hàng Ashley D900 nhá. Đây hình thức hộp với các bác ơi. Với một cái hình thức hộp như thế này thì chắc hẳn là bác nhiều người sẽ nghĩ đến những cái dòng vang số như là của DB chẳng hạn, hay là những cái dòng vang số mà em Tùng đã từng review, nhưng mà thực chất là nó sẽ khác biệt hoàn toàn. Và đây là cái thương hiệu mới và Ashley chắc chắn là sẽ đem lại cho anh em một cảm giác và trải nghiệm âm thanh phòng hát gia đình tốt nhất rồi. Và em cùng các anh em xem các linh kiện của dòng vang số Ashley xem có những gì nhá. Đây là toàn bộ ở bên trong của mẫu sản phẩm Ashley D900 các bạn, với giấy hướng dẫn sử dụng này, và có thêm một đĩa phần mềm để các anh em download phần mềm để chúng ta căn chỉnh các cái dạng chi tiết ở trên phần máy tính và ghép nối trực tiếp với dòng vang số này để chúng ta căn chỉnh. Khi các anh em mua tại cửa hàng Tùng Audio thì tất cả các dòng vang số thì bên em sẽ săn căn chỉnh trước các tính năng chế độ hát làm sao các bác hát tốt nhất, chế độ ngọt ngào nhất cho anh em. Cái việc của các anh em cần làm khi chúng ta sử dụng ấy là chúng ta cần lắp vào những trang thiết bị âm thanh như là với âm ly, với cục đẩy, với đẩy điện vang là bác đã được trải nghiệm âm thanh tốt nhất rồi, không cần phải thao tác quá khó khăn. Dây cắm nguồn của Ashley này và thêm một dây rắc cắm để chúng ta ghép nối từ vang cơ lai số, vang số sang với PC, sang với máy tính của các bác để chúng ta căn chỉnh chi tiết phần mềm. Ok, để tạm xem bên này một chút. Em cùng các bác xem về cái phần bộ đồ thu bộ vang số Ashley D900 nhé. Đây, các bác nhìn những cái dòng vang số thì các bác cầm lên chúng ta sẽ thấy độ lặng ngay ạ. Và thiết kế của vang số Ashley D900 các bác nhìn thấy không ạ? Rất là đẹp đúng không? Với thiết kế hoàn toàn mới lạ này và đầy đủ tính năng, các bác có thể thao tác chỉnh bằng cơ được trên các cái phím chức năng thao tác cơ. Còn nếu như anh em muốn chỉnh chi tiết hơn thì chúng ta phải sử dụng phần mềm rồi. Ở trên mặt màn hình thì nó cũng sẽ hiển thị các thông số cơ bản, và dòng vang số thì thường sẽ sử dụng những cái cổng cắm mic ở mặt trước và cả mặt sau nữa để anh em ghép nối nhé. Ở Ashley D900 thì các bác đừng nhìn thấy có 3 cổng cắm mic này, thêm các phím như là control mic, âm lượng effect tổng, âm lượng nhạc tổng, và các phím như là ESC, mic, effect, music, nhạc, mode 1, mode 2, mode 3, và có phần download hay là phần gọi mode và lưu lại các mode các bạn anh em chỉnh cơ. Đây, đây là phần logo thương hiệu không thể thiếu được của những cái mẫu hàng chính hãng và hàng cao cấp. Có logo thương hiệu và mã QR để các bác mình check. Em quay một chút về cái thiết kế mặt sau. Dòng này nó rất là nặng anh em ạ. Vang số thường thường là như vậy rồi. Nếu như nhẹ thì không phải là vang số anh em ạ. Có dây jack cắm nguồn này và đầy đủ các đường kết nối cho anh em, như cổng để anh em lấy tín hiệu từ cổng quang, đường AUX, đường red out để anh em sử dụng tính năng hát livestream này. Có nhiều các cổng ca lông để anh em ghép, như là cổng RML, cổng center, cổng sub hay là SRN, thêm 2 cổng mic nữa để anh em cắm ở đằng sau. Ok, và bây giờ em cùng các bạn mình cắm điện và trải nghiệm với Ashley D900 nhé. Và đây là giao diện của Ashley D900 các bạn anh em ạ. Các bác nhìn thấy như thế nào ạ? Cũng giống như một số dòng vang số em Tùng đã từng review cho anh em, như là dòng của DB chẳng hạn, như là dòng S690 hay là S700 Plus. Cái dòng đấy thì em thấy là về giao diện hay là về các phím chức năng cũng tương tự giống nhau, và trên Ashley D900 cũng vậy. Còn về chất âm như thế nào thì cũng lát nữa cùng với em Tùng và thử tính chất lượng âm thanh thì mới so sánh được với những mẫu sản phẩm vang số em Tùng đã từng review cho các bác. Ở trên phần màn hình đấy các bác, nó sẽ hiển thị đầy đủ các thông số cơ bản, anh em ấn ESC nó sẽ quay ra các thông số như là đã được cài sẵn ở trên máy, như là nhạc, âm lượng mic, FBE, rồi là các cái tính năng mode đã được cài. Và các bác có thể thao tác trực tiếp để chúng ta chỉnh được các cái tính năng bằng cơ nhé. Ví dụ như các bác anh em muốn chỉnh cơ thì các bác ấn cho em phần effect ở đây. Ấn effect thì nó sẽ hiển thị ra một loạt các thông số để các bác chỉnh cơ. Ví dụ như là effect có âm lượng tổng, effect tổng là 90 này. Đấy. Và các cái phần direct level 35 này. Rồi là các bác muốn chuyển sang cái chế độ để chỉnh từ echo hay là reverb thì nó cũng có hết ở trên cái giao diện để các bác chỉnh bằng cơ. Cái mẫu này thì vừa có thể chỉnh cơ được, vừa có thể chỉnh số được. Nhưng mà nếu như các bác muốn chỉnh hay nhất có thể thì em khuyên thật các bác anh em nên chỉnh bằng chi tiết bằng phần mềm. Chỉnh cơ thì nó cũng chỉ thao tác để hỗ trợ thêm cho anh em muốn chỉnh thêm chất giọng khi chúng ta muốn chỉnh bằng cơ thao tác đơn giản thôi. Đấy. Còn nếu như mà để chỉnh hay nhất và để hát tốt nhất có thể thì anh em luôn luôn là phải chỉnh bằng phần mềm rồi. Còn cái việc chỉnh phần mềm như thế nào thì cái đấy thì các bác cứ để em Tùng lo. Còn việc các bác là mua về và trải nghiệm âm thanh thôi. Ok, và ngay bây giờ thì cùng với em trải nghiệm từ chế độ âm thanh của một sản phẩm vang số Ashley D900 nhé. Ở đây em sử dụng mic dây, em test cho bác anh em với từ chế độ âm thanh thực tế của một sản phẩm vang số này. 1, 2, 5, 6, 7. Em thử 3 tiếng đầu, em đếm 3 số đều rồi các bác được nghe thấy tiếng vang số Ashley D900 chưa ạ?
tiếng thứ nhất là em thấy tiếng echo có chiều sâu này hôm nay, và quan trọng hơn nữa là tính năng revert sắc nét có luôn ở trên mẫu sản phẩm Asli D900, bởi vì đây là hàng mới, chưa hề căn chỉnh bất kỳ một cái tính năng nào hay là chưa thông qua phần mềm để em chỉnh chi tiết. Em để nguyên ở chế độ mặc định của máy đã cài từ ban đầu từ bên phía nhà máy gửi cho em. Thì em thấy rằng là cái tiếng echo và tiếng revert ở trên vòng vang số, mặc dù là ở chế độ mặc định thôi, nhưng tiếng nó đã rất sâu và hay như thế này rồi. Còn nếu như các bác em chỉnh thêm nữa thì chắc hẳn là dòng vang số Asli D900 sẽ tạo điều kiện cho anh em làm được rất nhiều việc với mẫu sản phẩm này. Có thể gia đình, có thể hát sự kiện chuyên nghiệp hay là làm phòng trà một cách rất ổn định với dòng vang số Asli D900. Đấy là cái điều em khẳng định luôn. Chỉ cần alo một vài từ thôi em đã biết được cái chất lượng âm thanh của dòng Asli D900 là như thế nào rồi. Em cùng bác và anh em thử lại lần nữa và chi tiết hơn nào. 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7
cho anh em, chưa hề qua căn chỉnh, nó đã vượt qua khỏi những cái tầm với của những mẫu sản phẩm vang số và đã căn chỉnh rất chi tiết rồi. Như ở những cái dòng vang tầm cỡ quốc dân như là DB chẳng hạn thì cũng không thể sánh được với Ashley D900, bởi vì cái dòng này nó là cao cấp, một trong dòng mic dòng vang số cao cấp cho anh em lựa chọn ngay với format đình, và đương nhiên giá thành thì giá mềm luôn, giá bình dân cho các anh em chơi thôi, không hề cao một chút nào. Các anh em liên hệ trực tiếp bên Tùng Audio theo số điện thoại là 0979629336 để có ngay một mức giá cực kỳ mềm với Ashley D900 bên Tùng Audio nhé. Một dòng vang số rất là chất lượng, hy vọng sẽ phục vụ các anh em chơi phòng hát đình một cách tốt nhất, làm sự kiện ổn định với Ashley D900. Và video em Tùng xin dừng lại tại đây. Đây tất cả các anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương. Xin chào.